Tôi tên là Lưu Hải Minh, chủ tịch công ty cổ phần công nghệ mới Nhật Hải. Mong muốn là sẽ nhận được 1 tỷ tương đương với cả 1% cổ phần. Để mà tăng được gấp 5 lần sau 1 năm là nó phải có một lý do gì đặc biệt? Lý do, bây giờ tôi nói cho các anh một cái lý do rất cơ bản là cái số lượng người bị đau dạ dày Việt Nam. Tôi chỉ nhắm vào những thị trường mà những người quan tâm sức khỏe nhất của mình. Nó rơi vào khoảng 3 triệu rưỡi người. Bây giờ anh chốt deal của anh đi thì tôi sẽ nói của tôi. Nếu tôi đồng ý này, tôi sẽ đầu tư cho anh 5 tỷ đổi lấy 15%. Thì tôi sẽ quay lại và tôi sẽ gọi cho vợ tôi. Ok. Ok. Tôi chọn anh Phú. Ok. Cảm ơn. Wow.